Vệ tinh đầu tiên của chương trình Copernicus có tên gọi là Sentinel-1A đã được phóng đi từ căn cứ không gian ở Guiana thuộc Pháp vào ngày 3 tháng 4 vừa qua Nhiệm vụ của Sentinel-1A là giám sát các bề mặt băng trên biển phát hiện các sự cố tràn dầu và ứng phó với các tình huống khẩn cấp như lũ lụt hay động đất Sentinel-1A có một cặp cánh radar dài 12 m và một cặp cánh năng lượng mặt trời dài 10 m Khi lên đến quỹ đạo, các cặp cánh này mất đến 10 giờ để mở ra trọn vẹn Vệ tinh sẽ quay quanh trái đất ở độ cao 693 km Vệ tinh là sản phẩm đóng góp của hai hãng chính, Thales Alenia Space của Ý và Airbus Defence and Space của Đức. Trong đó, phần thân vệ tinh là của Thales Alenia Space, còn phần radar là của Airbus Defence and Space. Việc phóng thành công Sentinel-1A đóng vai trò khá quan trọng khi châu Âu đã mất liên lạc với vệ tinh quan sát trái đất Evisat vào năm 2012. Sau Sentinel-1A, sẽ còn 5 vệ tinh nữa được cơ quan vũ trụ châu Âu phóng lên từ đây đến năm 2020. Trong chương trình Copernicus, dự kiến có giá trị khoảng 11,5 tỷ đô la và là một trong hai chương trình về vũ trụ lớn nhất của châu Âu hiện nay. Chương trình còn lại là vệ tinh định vị mang tên Galileo, một chương trình dùng để cạnh tranh với các hệ thống định vị như hệ thống định vị toàn cầu của Mỹ, hệ thống GPS, hệ thống GLONASS của Nga. Trở lại với Copernicus, Sentinel-1A vệ tinh tiếp theo sẽ được phóng lên để cùng hoạt động song song là Sentinel-1B. Cùng với Sentinel-1A, Sentinel-1B sẽ được phóng lên vào năm tới, mang theo một radar lớn gọi là Synthetic Aperture Radar, SAR, đây là radar băng tầng C với bước sóng dài 6 cm với khả năng theo dõi trái đất ở bất kỳ điều kiện thời tiết nào một cách chính xác. Đó là điểm khác biệt của vệ tinh này so với các vệ tinh quan sát trái đất khác. Nó có thể theo dõi từ bề mặt biển, bề mặt băng đến bề mặt đất và phản ứng nhanh với các trường hợp thiên tai. Chương trình Copernicus cũng được cho rằng mang đến nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp tại châu Âu. Cụ thể như các vệ tinh có thể cung cấp dữ liệu cho nông dân về tình hình sâu bệnh trên cây trồng hay độ ẩm của đất. Các công ty giàu cũng có thể quyết định nơi thiết lập giàn khoan hợp lý trong khi đó, các công ty bảo hiểm thì có nhiều dữ liệu hơn về các nguy cơ lũ lụt, thiên tai hay cháy nổ để cân nhắc các hợp đồng bảo hiểm cho mình. Ngoài các nhiệm vụ chính chương trình Copernicus còn mang đến một loạt các ứng dụng khác trong nhiều lĩnh vực như theo dõi an toàn hàng hải cho tàu biển, cung cấp miễn phí các thông tin về băng trôi cho tàu thuyền. Ngoài ra hệ thống vệ tinh còn ứng dụng được cho ngành trồng trọt thông qua các dữ liệu về mặt đất. Điều này sẽ đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực. Cuối cùng, vai trò không thể quên của chương trình là theo dõi biến đổi khí hậu, tình hình bề mặt băng tại hai vùng cực hiện nay chính sách vũ trụ của châu âu là sử dụng chương trình không gian lớn hơn như là phương tiện tạo ra tăng trưởng trong những năm tới